phải nhanh thôi. Ôi dồi.
Chuột nặng.
rừng nữa. Rồi mẩy thật chiên ạ.
tí hành tinh hành hao nhiều dùng đó mình nhìn thấy gì nữa à, đấy nhìn con đang chuẩn đang nhặt gừng đó nha. Cái này vào trong này lắm nhá, chú hay quên là đến chỉ cái vật một không, nhưng mà trong thói quen nó để đây, xong đến lúc bỏ ra là cái này kẹp xuống cháu ơi, nhìn bắt cái hai cái. Thank you.
ăn đi. Ăn đi, ăn xong đi học nha. Ngon không? Nhưng mà xa quá. Mà gần mà đi. Hai giờ học để cô giáo yêu đọc tiếng bà năm xưa nghe trang thử độc đáo trường sẽ đến xây trường lại ngập tràn những niềm vui xoa xuyến tập thầy cô kỷ niệm lớp một sân trường thành trang thơ buổi hoàng trường em mùa hè cứng nhị suốt ba tháng liền chống nằm ngầm nghỉ buồn không. Nương ơi, chị đào cái gốc cây này nhá. Ờ, chị đào đi. Thank you.
Thank you.
vào đây này. Cái hết rồi, đi cho khách đi. Đi. Sang bên này chứ. Cái kế này sao mẹ đi bán mua bu bê cho nhi nha. Mua một con thôi nhá. Vâng. Con dao kia nào Như ơi.
được nữa. Ông xà vào một tí đi. Thank you.
cái đất chặt vào nhé. Chưa đủ nữa. Cái này vào.
nha.